Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Điều chỉnh biện pháp giãn cách nhằm hướng tới trạng thái bình thường mới. Quảng Ninh năng suất lúa hè thu đạt trên 55 tạ một hecta. Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua 15 tháng 9, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính Trung ương. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: trong thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng, các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất về Đảng, nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn để phát triển đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả cho Đảng lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời là lực lượng chủ công trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và nhà nước, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính được củng cố kiện toàn, quan hệ phối hợp ngày càng tốt hơn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng về công tác nội chính. Đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của các cơ quan nội chính trong hệ thống chính trị, cũng như những kết quả đạt được của các cơ quan nội chính trong nhiệm kỳ 12 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan nội chính phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho Đảng, nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn để phát triển đất nước, xây dựng thị trấn lòng dân, thị trấn quốc phòng toàn dân, thị trấn an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa củng cố tăng cường quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp các ngành, đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả, nâng cao vai trò, trách nhiệm các cơ quan nội chính, kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có vùng cấm, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời những hành vi tham nhũng tiêu cực, xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những vi phạm, gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, tôn trọng, gắn bó mật thiết với nhân dân, học hỏi nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cán bộ chiến sĩ, công chức, các cơ quan nội chính phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, tác phong công tác, lối sống. Chiều qua ngày 15 tháng 9,
Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tổ chức buổi họp để báo cáo thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về phương án phòng chống dịch COVID-19 và sản xuất kinh doanh sau ngày 15 tháng 9 năm 2021. Dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tại buổi họp, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy đã báo cáo tóm tắt tình hình dịch bệnh và phương án dự kiến thực hiện giãn cách và cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 15 tháng 9. Theo đó, tính đến ngày 15 tháng 9, toàn tỉnh có 1.330 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 341 ca đã điều trị khỏi, 988 ca đang điều trị, có 1 ca tử vong. Báo cáo cũng đã đánh giá mức độ nguy cơ của các xã phường thị trấn theo quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và quyết định của Bộ Y tế. Toàn tỉnh có 8 xã phường thị trấn nguy cơ rất cao, 10 xã phường thị trấn nguy cơ cao, 22 xã phường ở mức nguy cơ và 111 địa phương bình thường mới. Qua 3 tuần quyết liệt phòng chống dịch, tỉnh đã khoanh vùng từng bước kiểm soát dịch bệnh. Số lượng các ca dương tính trong cộng đồng đã giảm đáng kể. Toàn tỉnh đã tiêm phòng trên 100.000 liều vaccine, số người tiêm 2 mũi là gần 46.000 liều. Báo cáo của Trung tâm Chỉ huy cũng dự kiến các phương án áp dụng thực hiện giãn cách và cách ly xã hội từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 căn cứ theo mức độ nguy cơ của từng xã, tương ứng với cả chỉ thị 16, chỉ thị 15 và chỉ thị 19. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9 được xây dựng cụ thể chi tiết. Báo cáo cũng đã xây dựng phương án duy trì phát triển kinh tế xã hội, quy định việc lưu thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tùy theo từng cấp độ nguy cơ. Tại buổi họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các giải pháp, phương án để áp dụng sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 nhằm thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được sau 3 tuần chống dịch khẩn trương quyết liệt của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19 tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh ra soát đánh giá lại mức độ nguy cơ của từng xã phường thị trấn. Theo đó, những địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao sẽ áp dụng chỉ thị 16. Các địa phương đã chuyển trạng thái sẽ áp dụng cả chỉ thị 15, chỉ thị 19, các biện pháp giãn cách phù hợp tương ứng với mức độ nguy cơ. Việc thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân nhưng phải có lộ trình hợp lý, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chia sẻ, phối hợp để chung tay phòng chống dịch hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát để ngăn ngừa các nguồn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn qua cửa khẩu, các trường hợp lái xe vận tải, ngư dân, người đi về từ vùng dịch. Đối với công tác điều trị, tập trung các đồ áp dụng các phác đồ hiệu quả để bệnh nhân nhanh bình phục. Tiếp tục quan tâm điều kiện trong các khu cách ly tập trung, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo. Đối với những địa điểm nhiều nguy cơ lây nhiễm như chợ, siêu thị, cảng cá, cần tăng cường cán bộ y tế để hỗ trợ giám sát công tác kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt trong quá trình thực hiện các giải pháp nới lỏng giãn cách xã hội, mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh sẽ lắng nghe, nắm bắt các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, có giải pháp thúc đẩy cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu triển khai nghị quyết số 105 của Chính phủ để kịp thời đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Việc học tập của học sinh cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các địa phương, tương ứng với tình hình thực tế để có phương án phù hợp và kịp thời triển khai thực hiện. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thắng đã giao nhiệm vụ cho cả đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và sở ngành khẩn trương thực hiện. Trước mắt sẽ ban hành quyết định điều chỉnh giãn cách xã hội theo từng cấp độ đối với các địa phương. Các nội dung phương án liên quan đến phục hồi sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể, cùng với đó rà soát để có những điều chỉnh sát đúng với tình hình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo hoàn thành kế hoạch năm học mới vào ngày 16 tháng 9 để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trong quá trình thực hiện ở tất cả các lĩnh vực,
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình, diễn biến để đánh giá và kịp thời điều chỉnh nhằm bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vừa đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần và cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ khoa học, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã khoanh vùng từng bước kiểm soát dịch COVID-19. Với kết quả đó, các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được điều chỉnh theo lộ trình chặt chẽ, đảm bảo không cho dịch bệnh bùng phát trở lại. Hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân từng bước trở lại trạng thái bình thường mới. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung bài viết. Với gần 1.200 ca dương tính với SARS-CoV-2, chuỗi lây nhiễm cảng cá Nhật Lệ vào ngày 24 tháng 8 năm 2021 là đợt bùng phát dịch lớn của biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh đã từng bước được kiểm soát. Trong tuần thứ ba chống dịch, từ ngày 9 tháng 9 đến nay, số lượng các ca dương tính trong cộng đồng đã giảm đáng kể. Nhiều ổ dịch tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch của chuỗi lây nhiễm này đã không xuất hiện các ca dương tính mới. Kết quả trên có được là nhờ sự tuân thủ chấp hành của nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong thực hiện quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các lực lượng tuyến đầu đã rất quyết liệt, khoa học, tận dụng thời gian vàng để xác định nguồn lây, ổ dịch, khoanh vùng, tổ chức cách ly xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0, F1 đưa đi thu dung điều trị cách ly. Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị cũng đã được huy động và trang bị kịp thời, bảo đảm đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế nhiệt tình tâm huyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu chăm sóc bệnh nhân. Từ những kết quả đạt được cùng với nhận thức phòng chống dịch là quan trọng hàng đầu và lâu dài, người dân là trung tâm, chủ thể để phục vụ. Căn cứ trên các tiêu chí đánh giá nguy cơ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tỉnh sẽ có lộ trình nhằm đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại bình thường, để học sinh được đến trường, công nhân trở lại nhà máy, công trường, nông dân được ra đồng sản xuất, ngư dân được bám biển vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, các hoạt động thương mại, đầu tư được khôi phục. Theo đó, các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với mức đánh giá nguy cơ phòng chống dịch của từng địa bàn. Các xã, phường, thị trấn được đánh giá đã giảm mức nguy cơ về dịch bệnh trên toàn tỉnh sẽ được nới lỏng hoặc dỡ bỏ biện pháp giãn cách để các hoạt động học tập, lao động, sản xuất kinh doanh từng bước trở lại bình thường. Các xã, phường, thị trấn còn tiềm tàng nguy cơ rất cao về chuỗi dịch bệnh tại thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng với mục tiêu cụ thể về thời gian, không kéo dài và kế hoạch xét nghiệm toàn diện, nhiều vòng nhằm sớm bóc tách toàn bộ F0 để chuyển trạng thái chống dịch. Đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần để nhân dân yên tâm thực hiện giãn cách. Tiếp tục tập trung nâng cao trang thiết bị, cơ sở vật chất, chất lượng công tác khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm rút ngắn thời gian phải nằm viện đối với các F0 không triệu chứng, không phát sinh các ca chuyển biến nặng, giảm thiểu nguy cơ tử vong. Quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo, phát huy tốt vai trò các khu cách ly tập trung ở các xã, phường, thị trấn. Thời gian tới, nguy cơ các nguồn lây nhiễm mới từ nhập cảnh, di chuyển của người dân, lái xe, ngư dân về từ các vùng dịch là rất lớn. Do đó, các lực lượng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả và kinh nghiệm chống dịch suốt thời gian qua, tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục tăng cường xét nghiệm tầm soát dịch bệnh tại các nơi tập trung đông người như cảng biển, sân bay, ga tàu, bến xe, cảng cá, chợ, siêu thị, triệt để tuân thủ các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Để bảo đảm sự bền vững cho phòng chống dịch, cần nỗ lực tranh thủ tối đa nguồn vaccine trung ương cấp để kịp thời tiêm cho các đối tượng theo đúng quy định. Nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu và áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo tinh thần nghị quyết 105 ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết triệt để các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc khôi phục nền kinh tế trong thời gian sớm nhất. Với lộ trình hợp lý, an toàn và sự quyết tâm chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng tỉnh Quảng Bình sẽ sớm đạt được trạng thái bình thường mới để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021
và các năm tiếp theo. Chiều qua ngày 15 tháng 9, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 7 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được quan tâm. Vai trò chính trị xã hội của Liên hiệp hội ở trung ương địa phương được tiếp tục khẳng định. Hệ thống Liên hiệp hội từ trung ương đến địa phương ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Tổ chức bộ máy từng bước được củng cố phát triển. Số hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc không ngừng được tăng lên. Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng phong phú. Nhiều chương trình thỏa thuận hợp tác được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội ở trung ương địa phương, các hội ngành thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng với mục tiêu phấn đấu để Liên hiệp hội từ trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, cùng với các hội thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, là nhân tố quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao hoạt động, sự đóng góp của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng đại hội 13 của Đảng cũng chỉ rõ xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Vì vậy, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc nghiên cứu phải có trọng tâm trọng điểm, các địa phương cũng cần quan tâm đúng mức đến công tác nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng cần cụ thể hóa chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào đời sống kinh tế xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Phần đầu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao như nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Sáng hôm qua 15 tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022, vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Miền Trung và Tây Nguyên. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, với các chỉ đạo, giải pháp đồng bộ quyết liệt từ trung ương và các địa phương, mặc dù trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cả các chính quyền địa phương, tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP của vùng miền Trung 6 tháng đạt 6,4%, cao hơn bình quân chung của cả nước và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng nằm ở nhóm cao của cả nước như Quảng Nam, Thanh Hóa, Nghệ An. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn vùng, 8 tháng đạt trên 139.000 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, một số địa phương đã vượt dự toán năm, Quảng Bình thu đạt 100% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 11 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký trong 8 tháng đạt 1,09 tỷ USD. Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Tuy nhiên, qua đánh giá tại hội nghị cho thấy đại dịch COVID-19 phức tạp đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Hội nghị đã tập trung trao đổi, đánh giá những kết quả dự kiến đạt được trong năm 2021,
những thuận lợi khó khăn trong thực hiện kế hoạch. Đồng thời, đề ra mục tiêu giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 nhằm đảm bảo tập trung hiệu quả, đã được mục tiêu đề ra và nâng cao sự phối hợp, chia sẻ giữa các địa phương trong công tác điều hành, xây dựng và triển khai kế hoạch, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các địa phương tại hai vùng đã có những quyết sách linh hoạt điều hành phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với sự chủ động này, một số chỉ tiêu kinh tế ước tính sẽ có dấu hiệu tăng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhiều thách thức không nhỏ cũng đang đặt ra trước mắt khi các địa phương vẫn phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Các chuỗi sản xuất, cung ứng gián đoạn, nhu cầu thị trường suy giảm, cước vận chuyển tăng, đời sống người dân một số vùng gặp khó khăn do thiếu việc làm. Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế để đón đầu ngay cả cơ hội sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Về kế hoạch đầu tư công, các địa phương cần bám sát nghị quyết, hướng dẫn của các bộ ngành trung ương để triển khai thực hiện. Trước đó cần xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu vốn phân bổ phù hợp khả năng giải ngân của địa phương, chủ động theo thẩm quyền phân cấp trong nội tỉnh. Trên cơ sở tiếp thu, lắng nghe các ý kiến phát biểu, đề xuất từ các tỉnh, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng giải đáp các đề xuất của các địa phương, ghi nhận, cập nhật các thông tin khó khăn riêng, đặc thù của các tỉnh trong vùng để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định số 2975 QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định điều 1 kết thúc áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch, chuyển trạng thái mới các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau. 1. Áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại các địa bàn sau: thành phố Đồng Hới gồm 4 xã phường Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thanh, Đông Phú; huyện Bố Trạch gồm 4 xã Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch; huyện Minh Hóa, khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 2. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới tại các địa bàn sau: thành phố Đồng Hới gồm 10 xã phường Đức Ninh Đông, Lộc Ninh, Đông Hải, Quang Phú, Đức Ninh, Đồng Sơn, Nam Lý, Phú Hải, Thuận Đức, Bắc Nghĩa; huyện Bố Trạch gồm 9 xã thị trấn Đại Trạch, Vạn Trạch, Hưng Trạch, Sơn Lộc, Nam Trạch, Bắc Trạch, Đồng Trạch, Hoàn Lão, Nông Trường Việt Trung; huyện Quảng Ninh gồm 7 xã thị trấn Quản Hầu, Gia Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh, Hải Ninh; huyện Tuyên Hóa gồm 2 xã Mai Hóa, Thanh Hóa; huyện Minh Hóa gồm 1 xã Dân Hóa; huyện Quảng Trạch gồm 1 xã Quảng Châu; huyện Lệ Thủy gồm 2 xã Ngư Thủy Bắc, Xuân Thủy. 3. Áp dụng thực hiện chỉ thị số 19 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã phường thị trấn còn lại từ 19 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới, trừ các địa bàn áp dụng chỉ thị số 16 và chỉ thị số 15. Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát, ra quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG đối với những khu vực, tổ dân phố, thôn có F0 đang phong tỏa tại các xã phường thị trấn không thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG và căn cứ quyết định số 2686 QĐ-BCD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quyết định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cả quyết định số 2907 QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2021, quyết định số 2928 QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021. Quyết định này thay thế quyết định số 2974 QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Hồ An Phong.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Công an huyện Quảng Trạch vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhằm bộ đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, dưới sự chủ trì của Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với cả phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng là Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Phát có trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh và các đối tượng Ngô Bảnh Linh, sinh năm 1987, Phạm Văn Hân, sinh năm 1991 và Trần Ảnh Phúc, sinh năm 1991, đồng thời tiến hành khám xét tại 3 địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của Phan Sinh Thành và chỗ ở của Ngô Bảnh Linh. Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số đao kiếm và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo kêu cứu của các bị hại gồm Hồ Đăng Hải, Hồ Văn Huy, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đức Tính, Nguyễn Khánh Phú, Trần Công Minh bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu số hiệu QB22322TS khi đang neo đậu tại vùng biển huyện Quảng Trạch, làm một số người bị thương, trong đó có một người bị thương tích nặng. Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng Ròn tiến hành ứng cứu, đưa người đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu, nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La trong thời gian gần đây gây bức xúc nhức nhối trong nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận ngày 11 tháng 8 năm 2021, cả đối tượng đã dùng tàu số hiệu QB93501TS, sau đó áp sát tàu số hiệu QB22322TS, dùng dao kiếm, móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB22322TS nói trên. Công an huyện Quảng Trạch đã và đang tiếp tục củng cố chứng cứ tài liệu, xem xét xử lý những đối tượng có liên quan trong vụ án cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành mở rộng vụ án đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ hè thu. Mặc dù vụ hè thu năm nay chịu ảnh hưởng của thời tiết từ đầu vụ và cuối vụ, năng suất lúa vẫn đạt khá. Vụ hè thu năm nay toàn huyện Quảng Ninh gieo cấy hơn 3.400 hecta lúa với các giống chủ lực HN6, PC6, HT1, Khang Dân 18, DV18, Xuân Mai. Để bảo đảm cho vụ sản xuất hè thu đạt hiệu quả cao, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương đơn vị liên quan hỗ trợ bà con nông dân về vật tư nông nghiệp, diệt chuột, phòng trừ sâu bệnh và cả phương án điều tiết nước chống hạn cho cây lúa vào đầu vụ cũng như chống ngập úng do mưa lũ vào cuối vụ. Đến nay, cả địa phương đã thu hoạch hơn 3.200 hecta lúa với năng suất đạt hơn 55 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt gần 19.300 tấn. Trong đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, toàn huyện Quảng Ninh có gần 100 hecta lúa bị ngập, chủ yếu tại xã An Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh.
Hiện các địa phương này đã kịp thời triển khai các phương án thoát nước và tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 9. Rạng sáng ngày 15 tháng 9, tại huyện Lệ Thủy đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng tài sản, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Theo đó, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 20 nhà dân tại các xã Phong Thủy, Mai Thủy, Thải Thủy, huyện Lệ Thủy bị tốc mái, hư hỏng và một cháu bé 6 tuổi ở xã Thải Thủy bị thương nhẹ. Trong đó có 3 ngôi nhà ở xã Thải Thủy bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh, hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa cũng bị hư hỏng. Hiện tại, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra động viên và huy động các lực lượng chức năng giúp người dân thu dọn đồ đạc, sắp xếp chỗ ở tạm, khẩn trương khắc phục hậu quả cho người dân, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Những ngày qua, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã phối hợp với xã Trung Hóa tập trung huy động phương tiện và nhân lực gấp rút triển khai thi công đê tạm để nạn dòng chảy tại suối Do đoạn qua thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa. Do sự thay đổi dòng chảy đã làm sạt lở đất ven suối Do với chiều dài hơn 600 m tại thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa. Nguy cơ sạt lở tiếp tục có thể làm đứt tuyến đường bê tông liên thôn. Hiện nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tập trung thi công tuyến đê với chiều dài 150 m, rộng 4 m để khắc phục sự cố, đảm bảo tránh sạt lở tại vị trí cũ. Những năm qua, do biến đổi phức tạp, hiện tượng sạt lở thường xuyên xảy ra, làm cho dòng chảy trên các khe suối thay đổi, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến tài sản, cuộc sống của người dân và làm hư hại tới công trình hạ tầng trong khu vực. Vì vậy, việc nắn dòng chống sạt lở bờ suối Do là cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này nhằm hạn chế thiệt hại.